down if it's a sweet channel. My name is Nguyet. Welcome to Yoga Class. Today is our yoga. Nếu bạn là người yêu thích yoga, kể cả khi bạn không luyện tập thường xuyên thì nên cân nhắc việc thử yoga trên dây. Tại khu sở xuất Đà Nẵng, chúng tôi cung cấp các lớp yoga trên dây hay còn gọi là yoga bay hay là yoga không trọng lượng, kết hợp các thế yoga truyền thống với pilates và khiêu vũ, với việc sử dụng bóng mềm để hạn chế trọng lượng và tập các động tác yoga trên dây. Yoga trên không mang lại rất nhiều lợi ích như là giảm stress, tăng cường cơ bắp và tập trung tốt hơn. Remember to like, share and subscribe our channel.